Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Tether đã đúc 1 tỷ đô la USDT trên tròn, bổ sung vào kho dự trữ tiền in trong tháng này. Wavelet báo cáo giao dịch này chỉ một tuần sau khi một giao dịch tương tự được đúc 1 tỷ đô la trên blockchain Ethereum. Paolo Adorno, CEO của Tether giải thích rằng đợt đúc này là bổ sung hàng tồn kho USDT, nghĩa là các token đã được ủy quyền nhưng chưa được phát hành. Chúng đưa thêm vào hàng tồn kho của Tether cho các yêu cầu phát hành trong tương lai và hoán đổi chuỗi. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo nguồn cung để quản lý thanh khoản hiệu quả với các token được đưa vào lưu thông khi được phát hành chính thức. Thông thường, các công ty sẽ bổ sung hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu dự kiến. Động thái của Tether cho thấy nhu cầu về USDT trên tròn đang tăng lên, nơi nguồn cung đang cạn kiệt. Tính đến ngày 19 tháng 8, trang minh bạch của Tether chỉ hiển thị 36 triệu token USDT trên tròn, tất cả đều được ủy quyền nhưng chưa được phát hành. Trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến trên tròn, Tether có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu này. Với số tiền đúc 1 tỷ đô la ngày hôm nay, tổng số tiền của đơn vị phát hành stablecoin đã đạt 17 tỷ đô la kể từ khi Bitcoin đã đỉnh trên 73.000 đô. Đáng chú ý, việc đúc liên tục này phù hợp với các đợt tăng giá gần đây của thị trường, thúc đẩy suy đoán rằng các đợt phát hành này có thể thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường tiền điện tử. Julio Moreno, trưởng phòng nghiên cứu tại CryptoQuant tuyên bố: "Mọi người đều nói về sự bùng nổ của M2 toàn cầu, nhưng tôi đang xem xét tổng vốn hóa thị trường stablecoin, mức cao kỷ lục mới trên 165 tỷ đô la. Điều này ngụ ý tính thanh khoản cao hơn trên thị trường tiền điện tử." Dựa trên biểu đồ, tổng vốn hóa thị trường stablecoin đã tăng đáng kể. Sự tăng trưởng này có thể tăng cường tính thanh khoản của thị trường tiền điện tử, giúp các nhà giao dịch dễ dàng mua và bán tài sản hơn. Tính thanh khoản tăng có thể cải thiện sự ổn định giá và hiệu quả của thị trường, có khả năng thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tiền điện tử khác và góp phần tăng giá. Mặt khác, nó cũng có thể báo hiệu mức độ rủi ro cao trên thị trường khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn ở các đồng tiền ổn định trong bối cảnh thị trường bất ổn hoặc biến động cao. Tether cũng đã ra mắt USDT trên blockchain Aptos để cải thiện khả năng tiếp cận stablecoin. Động thái này tận dụng kiến trúc tiên tiến của Aptos, mang lại tốc độ và khả năng mở rộng đặc biệt. Việc tích hợp cũng sẽ cung cấp phí gas thấp, giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch. Trưởng phòng tài trợ và hệ sinh thái tại Aptos Foundation cho biết: "Chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái DeFi và thanh toán mạnh mẽ, toàn cầu và cấp độ tổ chức, coi trọng tốc độ, tính phi tập trung trong khi tận dụng Move on Aptos để làm cho tất cả hoạt động. Việc ra mắt USDT trên Aptos đẩy nhanh tính khả dụng và tiện ích của giá trị thực tế cho các tổ chức, nhà xây dựng Web3 và những người bình thường trên toàn thế giới." Sau khi tích hợp, Tether sẽ có thể đúc USDT trực tiếp trên Aptos, giống như cách thực hiện trên Tron và Ethereum. USDT cũng đang thống trị lĩnh vực stablecoin với 70% thị phần, trong khi USDC giữ vị trí thứ hai với 20,8%. Với tổng vốn hóa thị trường hiện tại, stablecoin chiếm gần 10% toàn bộ thị trường tiền điện tử. Cũng giống như USDT thống trị các loại stablecoin, Bitcoin tiếp tục thống trị thị trường tiền điện tử nói chung. Nền tảng phân tích dữ liệu Unfractal đã phát hiện ra mối tương quan giữa Bitcoin và stablecoin. Theo truyền thống, bất cứ khi nào Bitcoin kiểm tra lại mức kháng cự quan trọng, điều đó đều trùng hợp với sự gia tăng sự thống trị của stablecoin. Nói một cách đơn giản, điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể đang trở nên thận trọng bằng cách chuyển đổi tài sản nắm giữ của mình sang stablecoin. Họ tự bảo vệ mình khỏi sự biến động của Bitcoin. Trên biểu đồ tháng, tổng lưu lượng giao dịch của USDT đã giảm xuống vùng âm, cho thấy lượng USDT bị rút khỏi các sàn giao dịch nhiều hơn lượng USDT được gửi vào. Tính đến ngày 9 tháng 8, khoảng 41 triệu USDT đã chảy ra khỏi các sàn giao dịch, tăng đáng kể so với mức 35 triệu của ngày hôm trước. Nếu xu hướng này tiếp tục, nó có thể làm giảm đà tăng giá của Bitcoin, có khả năng ngăn cản giá vượt qua ngưỡng kháng cự 62.000 đô. Trong cùng bài đăng, Unfractal kết luận rằng sự thống trị kết hợp của Bitcoin và tất cả các loại stablecoin là 65,2%, cho thấy sự quan tâm thấp đối với các loại altcoin. Sau khi Bitcoin tăng, giá Ethereum tăng vọt lên hơn 2.600 đô. Mặc dù vậy, chỉ số mua altcoin vẫn giảm. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy một xu hướng đáng chú ý. Trong khi vốn hóa thị trường của Ethereum giảm mạnh 23,77% và Bitcoin giảm khoảng 9% trong tháng qua, thì vốn hóa thị trường của stablecoin thực tế lại tăng nhẹ. Sự thay đổi này làm nổi bật niềm tin ngày càng tăng vào các loại stablecoin. Nếu không được kiểm soát, có thể làm giảm đà phát triển của các loại tiền điện tử. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.